Tới 20 giờ tối ngày 17 tháng 8, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng liên quan đã khống chế và đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng xảy ra tại một công ty ở phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên. Đây là công ty sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu, hoàn thiện đồ gỗ nội thất cho các công trình văn phòng. Tổng diện tích nhà xưởng của công ty này lên tới 5.000 m2. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã ngăn ngọn lửa không cháy lan, diện tích bị cháy nhà xưởng khoảng 1.000m2 trong tổng diện tích nhà xưởng nói trên. Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày tại khu vực Truyền sơn tầng 2. Các chất cháy chủ yếu là sơn, gỗ, mùng cưa. 15 xe chữa cháy chuyên dụng và 88 chiến sĩ chữa cháy cứu nạn cứu hộ được huy động tới hiện trường tham gia dập lửa. Thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được thống kê.